Lúc đó tôi chuyển sinh thanh slime, ngoại truyện, tương lai vô định, tập 1, đây là nơi đâu. Kết thúc buổi biểu diễn của Mai, tôi về thanh Pass bước vào phòng làm việc, tôi giật bỏng cả người. Trước mắt tôi là cả dãy núi giấy tờ xếp trồng lên nhau chen lấn đến tận dưới mặt sàn. Nhìn nó mà tôi liên tưởng đến dãy Himalaya, mà trong kinh dị thật, cứ như sau 10 ngày bạn nhìn gì vậy, tôi thậm chí chả còn dám đụng đến nó, cứ như một cơn ác mộng. Mà thôi, tôi thừa biết việc này sẽ xảy ra mà tôi cứ thế làm tới nên tính ra thì việc này là lỗi của tôi ham chơi thở dài cái nhẹ tôi ngồi vào ghế và bắt đầu làm việc tôi làm một mạch đến chiều đóng giấy tờ vẫn xếp đầy trên đấy cảm thấy chán tôi nhờ siêu sanxi xem có gì chơi có cái gì để chơi không sanxi có thư chủ nhân hễ đâu đem ra đây trước mắt ngài đấy nhìn đi nhìn lại thì trước mắt tôi chỉ có đóng giấy tờ thôi tôi bực mình đáp ý cô đây là đồ giải trí đây à? Trả lời, chính xác. Siêu nói các lời đó với giọng điệu của Robert giống như đang tạt xô nước lạnh vào tôi. Cái gì thế, si, bị cái gì ấy nhễ, nhớ khi còn unit, còn vâng lời lắm mà, giờ thì cổ cứ như kiểu đa dạng loại người Ý, đôi khi là một người dịu dàng, có khi thì như phù thủy, thỉnh thoảng thì lại thoái quá rồi. Đáp, phủ nhận. Thôi đọc suy nghĩ của tôi đi. Thôi, đủ rồi, gạt nó qua bên, tiếp tục làm việc nào cúc cúc vào đi bước vào là suna shion và Banamaru. ngài có muốn dùng trà không ạ à? rimuru sama suna hỏi thế thì làm phiền em suna tôi trả lời có vẻ như rimuru sama của chúng ta đang làm việc rất chăm chỉ sau những ngày trốn việc nhỉ Banamaru nói ha 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 tôi cười ngài có đói không rimuru sama hay để em lấy bánh tự làm cho ngài ăn shion nói thôi không cần đâu shion em có lòng là được rồi he he tôi đáp đây trà của ngài đây Rimuru sama suna bưng trà đến cho tôi a à, cảm ơn em tôi đáp suna bưng đến cho tôi tách trà để lên bàn tôi định nhấc lên uống thì đột nhiên siêu kêu lên những tiếng nói kỳ lạ cái gì thế siêu tôi thốt ra lời bối rối không biết chuyện gì thì tôi đã ngã bột xuống đất không hay biết cơ thể nặng trĩu tuy không cảm thấy gì nhưng tôi không có một chút sức nào cả Tôi vẫn cố gắng tìm hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở tôi. Tôi dùng hết sức vực mình dậy, nhưng không thành. Cái gì đây? Chế độ ngủ à? Không phải. Nếu là thế thì Siêu đã báo cho mình, hay trước rồi. Suna, Siêu lại đỡ tôi dậy, kêu lên những tiếng la cầu cứu. Nhưng mà tôi không thể nghe được. Banamaru chạy ra ngoài, chắc chạy đi thông báo việc này. Tôi từ từ chìm vào vùng nước đa sắc, huyền ảo lung linh tuyệt đẹp. Những con cá đang nhảy múa. Tôi cảm thấy ấm áp quá. Mọi thứ dần dần mờ đi rồi chẳng còn nhìn thấy gì cả bỗng một tia sáng chiếu xuyên qua vùng nước một tia sáng ngữ rồi bỗng tia sáng rực lên lấy lại được ý thức tôi bật người dậy nhìn xung quanh xong tôi nhìn vào cơ thể mình thì mới thấy tôi chả có miếng vải nào trên người cả tôi liền búng tay tạo ra bộ đồ mới giản dị mặc vào đứng dậy tôi lại quan sát xung quanh lần nữa thì thấy lạ tôi lỡ thét lên đây là đâu đây lúc đó tôi chuyển sinh thành slime ngoại truyện tương lai vô định, tập 2, 300 năm. Vâng, xin chào mọi người, tôi là Rimuru Tamthas, ma chủ của đất nước ma vật, còn được gọi là thánh ma hồn thế hoàng, mà giờ đây tôi cũng chả biết mình ở đâu, mặt thì cứ ngơ ngơ ngáo ngáo kiểu như nhóc con lần đầu bị bọn đa cấp lừa, nhưng nếu để ý kỹ thì tôi thấy nơi đây cũng khá quen thuộc, có lẽ tôi đã tới đây một lần rồi chăng, từ một câu cho đến hàng loạt câu hỏi có cứ chạy vào đầu tôi, não tôi sẽ nổ mất. Mà tôi là Slam, mà làm quá gì có não, nhưng nếu nói thế thì tôi cũng bị ảnh hưởng đấy nhé, ý tôi là tâm trí của tôi ấy, dù nói tôi là Sam, không có các bộ phận cơ quan nào, nhưng nếu xét về tâm lý thì tôi vẫn có nó như một con người. Mà quan trọng hơn, siêu đâu rồi, thường thì nếu tôi đặt câu hỏi như thế này, thì đáng ra cô ấy phải ngắt lời tôi rồi trả lời mà. Này, siêu, cô có nghe không? Này, này, siêu, cô ấy không đáp lại, bận xử lý dữ liệu sao, không, nếu vậy, thì ít nhất thì cổ cũng phải trả lời tôi một tiếng chứ. Rốt cuộc thì cổ bị gì nhỉ, nhưng thiếu cổ thì khá căng đây à, chả lẽ từ giờ đến khi tìm được đường về nhà thì phải tự làm hết à, ái cha, từ giờ không thể dựa dẫm vào siêu sân si nữa rồi. Khoan, nếu như thế thì siêu không có ở trong người mình, ế, chuyện này là sao hễ, vậy bây giờ mình phải tìm siêu nữa à. Mà tạm thời gạt qua bên, tiến hành các bước chuẩn bị, đầu tiên là kiếm nơi ở, thức ăn, Ok triển. Tôi bắt đầu mò đường, vừa mới nói xong, tôi thấy một thành phố lớn, à không, một phương quốc, thì mới đúng ở xa kia, mà làm sao, để mình vào. Thông thường muốn vào thì phải có giấy phép mới đờ xe vào mà nhỉ, thường thì tôi nhờ siêu làm giả giấy phép, nhưng hiện tại không có sân si ở đây, thì mình làm bằng cái gì, sao cảm thấy mình cứ như một thất bại khi thiếu siêu vậy đấy, mà nếu tôi có thành công nhờ sân si, thì tôi cũng không thể mãi dự dẫm vào siêu được, mà cứ từ từ lết bộ đến đấy rồi tính. Tôi thấy có con đường giao thông ở phía đông khoảng 52 mét. Tôi đi xuống con đường, rồi bắt đầu ngó nhìn. Hãy nhìn con đường này, thì có vẻ nơi đây cũng phát triển, hiện đại phết nhờ. Này bé gái, tôi bị giật mình bởi tiếng kêu của ai đó phía sau. Tôi quay lại, thì thấy có một chiếc xe đang dần tiến lại gần tôi rồi dừng phát lại. Mở cửa kính ra là một chàng trai con người cỡ 19 tuổi. Em bị lạc đường à? Hừ, thằng này mới nói cái gì cơ, em, tôi là con trai cơ mà. Mà khoan, nếu thế, thì mình lấy cái cơ bé gái bị lạc đường, thì cũng được đấy nhỉ. Cơ mà có bé nào mà lạc đến tận vương quốc khác không mới là một chuyện, thôi kệ lấy cái cớ nào đấy cũng được. À vâng, em không lạc đường, nhưng em có bị một số tai nạn làm mất hết đồ, tôi nói. Hô, thế thì em đang định đi đến kia đúng không? Tiện đường này, em có muốn quá gian không? Thế thì tốt quá, cảm ơn anh nhưng em là con trai, xưng hô cho đúng đấy. Nhìn em như thế này, mà là con trai ấy hả? Vô lý mà thua kệ, lên xe đi. Xin giới thiệu luôn, tên anh là Hasmera, rất vui được gặp em. Còn em là Sadaru. Tôi lên xe, cậu ta bắt đầu chạy, nhìn thế nào, thì tôi thấy cái chiếc xe này khác gì chiếc ô tô ở kiếp trước đâu, chỉ là có vẻ nhìn hơi cổ điển đôi chút, mà công nhận xe này chạy em thật, chả có vấp hay sao cả, chắc là nhờ đường nữa nhìn cậu giống con gái thế cơ mà sao lại là con trai cơ chứ cậu ta nói không sai cơ thể này nhỏ nhắn tóc dài da trắng như tuyết người thường hay bất cứ ai nhìn vào thì cũng nghĩ đây là con gái tôi lại cảm thấy hơi bực khi có nhiều người bảo tôi là con gái bực hơn nữa là những người biết tôi là con trai mà cứ thích cho tôi mặc đồ con gái xin lỗi tôi là được đấy ha 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 mà cười có gì đáng cười lắm à không vì anh thấy cậu đây nói cái giọng đó có vẻ như <laughs> cậu ta cứ cười phá lên như một thằng điên mà nhìn lại thì cậu ta cũng có vẻ hòa đồng anh ta còn giúp mình đi nhờ trong khi cả hai không quen biết cơ mà từ từ tôi nhìn thấy thành phố tôi xoay qua hỏi hasmera sang mà này phía trước là nơi nào vậy hễ câu không biết à thành phố đó nó nổi tiếng khắp toàn cầu luôn ấy với lại thật kỳ lạ khi nơi cậu muốn đến lại chính bản thân cậu không biết cậu kỳ lạ thật đấy Sadaru sang nói thế à chắc tôi đôi khi dễ quên thứ gì đó lắm đấy, ha ha, tôi cười gượng. Thế thì tới nơi cậu sẽ nhớ lại ngay. Cuối cùng cũng tới cổng thành, những người lính canh cổng hầu như ai cũng khỏe, tầm răng bê trở lên, họ kêu chúng tôi xuất trình giấy tờ, thì mới đờ xe vào thành phố, mà tôi thì có giấy tờ quái đâu, may thay có Hasmira sang giúp tôi. Đây là em gái tôi, nãy chúng tôi bị đám quái tấn công, chúng ngoạm luôn cái ba lô chứa giấy tờ của em tôi, mong các anh thông cảm Hasmira. Thế thì xin hãy ấn vào đây. Anh lính canh cổng đem ra một quả cầu, rồi yêu cầu Hasmira sang ấn vào nó. Trong anh ta có vẻ đang lo lắng, mặt thì cứ cười, mà người thì cứ rung. Mà tôi cũng hiểu được ý của cậu ta rồi. Khi Hasmira đụng vào, thì quả cầu phát lên ánh sáng màu trắng xóa. Anh nói thật nhỉ, vậy phí vào thành là 5 đồng bạc. Anh ta lấy ra những đồng bạc có hoa văn khá lạ so với tiền tệ với đất nước của tôi, đưa cho người lính. Chào mừng hai người đến với thủ đô Rimuru của đất nước ma vật Tempest lính canh cổng. Harimuru Thủ đô, đất nước ma vật, chả phải đây là nước của tôi sao, nhưng sao nó trông khác quá vậy, trong nó có vẻ hiện đại hơn, không lẽ đây là tương lai? Có chuyện gì à? Có là đằng khác. Chắc cậu bất ngờ về đất nước ma vật lắm đúng không? Lần đầu anh đi đến đây cũng giống cậu lắm đấy. Ha 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 ha. Tôi chỉ đơ cái mặt ra đó mà không phát ra lời mà cứ bình tĩnh xác định cái đã. Này Hasmira San, hiện tại chú quỷ Rinburu, được mấy tuổi rồi? Hừ, nếu tính tuổi kia luôn thì tầm trên 350 tuổi. 350 tuổi, nghĩa là hiện tại đang là tương lai 300 năm sau rồi ư, mặt tôi đơ, như đúng rồi, 300 năm, đã 300 năm rồi ư, nếu như thế, thì giờ mình đã ngủ 300 năm rồi sao, không phải, nếu mình ngủ lâu như thế, thì ít nhất mình cũng được các thuộc hạ chăm sóc, còn đằng này, thì mình tỉnh dậy ở rừng, thế là sao nhỉ? Mình cần tìm thêm thông tin từ cậu ta. Tuổi kia nghĩa là sao? À, thì chú quỷ Rinmu.